một cái công ty mà nó bão hòa rồi, tăng trưởng nó không có, nó khai thác hết thị trường Việt Nam rồi, có thích hợp đầu tư dài hạn không? Không. Trừ khi có công ty đó tái cơ cấu lại, bắt đầu tiến qua thị trường khu vực, thị trường thế giới, à, xong rồi tăng trưởng tiếp. À, nhưng mà mấy ông Việt Nam mới có cái ngược đời như thế này nè, mấy ông khai thác thị trường trong nước đã rồi, bắt đầu ông không tiến ra khu vực, ông cũng không tiến ra thế giới, à, ông qua bất động sản đó, vậy đó. Thì đó là cái sai lầm. Bây giờ mình nói vấn đề thứ hai, thì khi công ty dài hạn rồi, khi các bạn tìm được công ty dài hạn rồi, các bạn đặt công ty đó vào môi trường biến động của thị trường chung, cái này mới là vấn đề đó. Thành ra đó, cái người đầu tư đó nhiều cái chả biết mình dài hạn hay ngắn hạn. Các bạn nói các bạn đầu tư dài hạn, cái các bạn mua mấy tháng, cái ngày nào các bạn quan sát thị trường hết, thấy nào nề qua nó xuống khoa, lý thuyết đầu tư dài hạn thôi tụt mẹ quần rồi. Không, đầu tư dài hạn có sử dụng margin không? Không nha. Nói các bạn mua cổ phiếu vào cái đầu tư dài hạn của các bạn cứ quan niệm dài hạn vậy đó, các bạn cứ để vậy đó, ba bữa nạn. Tôi thấy 10 ông hết 9 ông nạn dài gì, cái cuối cùng dần dần nó thấy cổ phiếu bên này tăng, cổ phiếu bên kia nó tăng, chịu không nổi rồi dần dần chuyển sang đầu cơ hết, chả có ông nào dài hạn, chả có ông nào dài hạn. Thì một cái cổ phiếu dài hạn là các bạn phải biết cái đặc tính của nó nè, nó đi từ điểm này lên tới điểm trên cao này, đó là cái gì, là cái trục tăng trưởng. Ngày hôm nay giá trị công ty này ở đây, giá cổ phiếu nó ví dụ 10.000, 10 năm sau giá cổ phiếu nó 100.000, ví dụ vậy. Thì đó, các bạn vẽ một cái điểm 10.000 tới 100.000 trong 10 năm thôi. Đó chỉ là cái trục thôi, cái trục tăng trưởng thôi. Còn các bạn biết nè, trong quá trình đó, từ 10.000 này mà tới 100.000 trong tương lai, trời ơi nó gặp gần lắm các bạn. Rồi nó vô vàng cái rủi ro nó ập tới, rất nhiều con sóng thần thị trường nó nổi lên. Ví dụ trong 10 năm nó có 3 con sóng thần nó nổi lên với cái cổ phiếu dài hạn của các bạn. Rồi vô số cái rủi ro, cái hoạt động bán tháo của thị trường nó diễn ra. Nó biến động cái cổ phiếu dài hạn, nó biến động cái. Thành ra các bạn biết nè, tại sao người ta sinh ra cái quỹ ha? Cái quỹ đóng, quỹ mở, quỹ hưu trí. Tại sao người ta sinh ra cái quỹ vậy? Các cái quỹ là người ta đưa ra những tiêu chí như vậy để người ta đạt được mục đích ở trong dài hạn. Thành ra một cái trục của cổ phiếu nó tăng trưởng trong dài hạn thì nó sẽ có cái trục, quá trình như vậy nó sẽ có này. Năm nay biến động thế nào, rủi ro gì, thế giới xảy ra cái gì, nó biến động cực kỳ lớn à, nhưng cuối cùng nó cũng về đích. Các quỹ này, các tổ chức, người ta thắng cái gì? Người ta thắng không có lớn, người ta thắng không có lớn, nhưng mà 20-30 năm sau nó khác ghê gớm lắm. Thành ra khi các bạn mà đầu tư cổ phiếu dài hạn, các bạn phải biết định giá qua từng quý ở thời điểm hiện tại. Ví dụ cái cổ phiếu bạn nắm giữ là nó tăng trưởng trong 10 năm, nhưng mà thị trường bỗng chốc nó nóng lắm, nó nóng cực kỳ, nó làm cho cái định giá cổ phiếu dài hạn của các bạn tính 10 năm sau là giá 10 lên 100 trong vòng 10 năm, nhưng mà mới 2-3 năm mà nó nóng quá, nó sốt thị trường nóng mà. Các bạn, thị trường nóng nó lên gấp đôi gấp ba bình thường. Cái cổ phiếu bạn đang 20.000, cái thị trường nóng nó lên mẹ 70.000. Các bạn phải xử lý, các bạn phải tính giá cổ phiếu ở lúc thị trường nóng đó là nó cái gì, nó vượt giá trị hay chưa, liệu có bỏ ra tờ 20.000 để mua lấy tờ 10.000 chưa. Sau những đợt tăng nóng như vậy đó, cái cổ phiếu dài hạn của các bạn nó giảm thế thảm, chứ phải nó không giảm đâu, đúng không? Nó đâu phải tăng lên đâu mà. Ví dụ mình nói các bạn, mà nó lên, trong trường hợp mà nó lên 70.000 như vậy, nó sẵn sàng nó điều chỉnh xuống 40.000, 30.000 bình thường. Tại vì sao? Tại vì dòng tiền nóng nó định cái giá nó lên trước, lên sớm do dòng tiền nóng, thì nó sẽ trở về bình thường. Cổ phiếu các bạn đầu tư dài hạn, một cái trục tăng giá như vậy, rồi trong những lúc thị trường cực kỳ khó khăn, nó có nhiều lĩnh vực nó thu hút đồng tiền các bạn. Ví dụ như lãi suất cao này, thị trường bất động sản nó sôi động này, đúng không? Hay là khủng hoảng kinh tế, hay là rủi ro gì đó, rủi ro trong ngành, rủi ro trong nền kinh tế, rủi ro trên thế giới, chẳng
nó kéo cổ phiếu các bạn tụt xuống dưới luôn. Thì cái lúc đó bạn xử lý sao? Bạn nhìn cái món dài hạn của mình nó thê thảm quá, nó quá thê thảm, từ đó bỏ luôn. Từ đó thôi, tao đánh ngắn, không đánh dài hạn, dần dần chuyển qua đầu cơ.